Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay, ngày 27 tháng 12, chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác thêm một số thông tin thú vị liên quan tới câu chuyện của ngành đóng tàu quân sự Việt Nam được phát sóng trên kênh truyền hình VTV4 cho người Việt ở nước ngoài cũng như bạn bè thế giới. Có thể nói, những gì mà Viện Thiết kế Tàu Quân sự đang thực hiện với dự án tàu săn ngầm 1.000 tấn cải tiến tàu chiến đấu hiện nay của Hải quân trang bị vũ khí Việt Nam sản xuất đang là quá sức tưởng tượng của chúng ta, thì chúng tôi nghĩ rằng điều sau đây sẽ còn khiến chúng ta vui hơn thế. Đó là việc, rốt cuộc, chúng ta đã bắt đầu bộc lộ tham vọng phát triển tàu tên lửa hiện đại nhằm tự chủ trang bị mạnh mẽ này cho lực lượng chiến đấu của Hải quân trong tương lai không xa. Điều này đã được Thượng tá, Tiến sĩ Phạm Thành Trung, Phó Viện trưởng Viện Thiết kế Tàu Quân sự, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với kênh VTV4. Trải qua 15 năm thành lập và phát triển, hiện nay Viện Thiết kế Tàu Quân sự đã đủ năng lực để thiết kế hầu hết các gam tàu bổ trợ quân sự cho Bộ Quốc phòng, trong đó có nhiều gam tàu có tính năng hiện đại, phức tạp như tàu cao tốc, tàu đổ bộ, tàu vận tải cỡ lớn. Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tư vấn thiết kế để lắp vũ khí khí tài do Việt Nam sản xuất lên các gam tàu chiến đấu của Hải quân. Sắp tới, chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế các gam tàu chiến đấu mang tên lửa có lượng giãn nước khoảng 600 tấn. Như vậy, sau khi làm chủ thiết kế các gam tàu bổ trợ, cũng như bước đầu phát triển các thiết kế tàu chiến, bao gồm tàu pháo tuần tiễu, tàu săn ngầm, chúng ta đang đi tới một cấp độ tiếp theo, đó là phát triển tàu tên lửa. Phải nói rằng, ngành thiết kế chế tạo tàu quân sự Việt Nam tiến bộ rất nhanh, mặc dù với những người khó tính, họ cho rằng chúng ta đi chậm. Nhưng nếu nhìn vào chặng đường mà ngành đóng tàu quân sự đã trải qua trong khoảng 20 năm trở lại đây, thì đó là một kỳ tích của chúng ta. Còn nhớ, tính đến cuối thập niên 90, năng lực của ta còn rất sơ khai, chủ yếu đóng các tàu quân sự loại nhỏ, theo mẫu thiết kế có sẵn, cũng như sửa chữa một số loại tàu. Thành tựu đáng kể nhất là việc chế tạo tàu tên lửa BPS-500 theo thiết kế của Nga, dĩ nhiên là sử dụng hoàn toàn trang bị linh kiện từ Nga. Thế nhưng, kể từ khi Viện Thiết kế Tàu Quân sự ra đời vào năm 2009, chúng tôi cảm thấy năng lực thiết kế tàu quân sự ở nước ta tăng tiến vượt bậc. Chỉ sau 14 năm, chúng ta đã tự tin tuyên bố làm chủ việc thiết kế các gam tàu quân sự bổ trợ từ A đến Z và đang từng bước làm chủ việc thiết kế tàu chiến đấu hiện đại. Mà tàu săn ngầm và tàu tên lửa sẽ là đại diện cho bước nhảy vọt này về mặt thiết kế đóng tàu quân sự ở Việt Nam. Dĩ nhiên, bây giờ, chắc tất cả mọi người đều đang mong mỏi thiết kế tàu tên lửa sẽ đi theo hướng nào, tại sao lại là 600 tấn mà không phải là tàu 2.000 tấn luôn, rồi thì tính năng của nó sẽ ra sao? Để trả lời một cách rõ ràng, chính xác nhất, chúng tôi một lần nữa khẳng định không thể, bất khả thi. Vì ngoài thông tin mà Thượng tá Phạm Thành Trung đưa ra trên màn hình vi tính của cán bộ Viện Thiết kế Tàu Quân sự, không thấy sự xuất hiện của thiết kế nào mang hơi hướng một chiếc tàu tên lửa loại 600 tấn. Bản vẽ tàu tên lửa duy nhất thuộc về đề án cải tiến, tích hợp tên lửa hành trình nội địa lên khung bệ cơ sở tàu phóng lôi đề án 206 Sexen mà chúng tôi đã chia sẻ với các bạn vào ngày 26 tháng 12. Do đó, bây giờ hãy còn quá sớm để nói về thiết kế chi tiết của tàu tên lửa 600 tấn. Thay vào đó, có lẽ xin phép lại làm thầy bói một chút. Căn cứ vào kinh nghiệm trong việc thiết kế và đóng tàu quân sự trong khoảng 15 năm trở lại đây, cá nhân Việt Nam Defense nghĩ tới hai hướng thiết kế tàu tên lửa nội địa của Việt Nam. Hướng thứ nhất, đó là dựa trên kinh nghiệm cũng như tài liệu mà phía Nga chuyển giao để thi công đóng mới trong nước loạt 6 tàu tên lửa đề án 12418 Onia. Chúng ta có thể sẽ thiết kế một lớp tàu tương đương với kích cỡ lớn hơn một chút với những mục tiêu riêng của mình, phù hợp với yêu cầu tác chiến của Hải quân Việt Nam. Theo thiết kế của đề án 12418, con tàu đã có lượng giãn nước toàn tải 538 tấn, dài 56 m, rộng 10,2 m. Vậy, với một chiếc tàu có lượng giãn nước khoảng 600 tấn, chiều dài có thể rơi vào mức khoảng 60 m. Tuy sự khác biệt chỉ chừng 5 đến 6 m, nhưng không gian đó có thể thay đổi toàn bộ không gian sinh hoạt, cũng như lắp đặt máy tàu và kể cả hệ thống vũ khí. Ví dụ như, nếu như chúng ta tham vọng sẽ trang bị cho tàu tên lửa loại 600 tấn một hệ thống phòng không hiện đại hơn, có khả năng tác chiến tốt hơn so với hỏa lực hiện tại của đề án 12418, chỉ có pháo AK-620 và tên lửa tầm thấp A-72 hoặc A-87 ngắm bắn bằng cơm. Có thể lấy ví dụ với đề án tàu tên lửa 1234 OVOP của Hải quân Liên Xô đóng cùng thời điểm với đề án 1241 với lượng giãn nước toàn tải tới 660 tấn, dài 59,3 mét. Con tàu có khả năng trang bị 6 tên lửa hành trình chống hạm và một vài chiếc sau này đã được hiện đại hóa với 16 tên lửa Urane tương đương với đề án 12418. Tuy nhiên, điểm hơn của nó là việc cùng với hệ thống pháo phòng không, con tàu có khả năng triển khai đến 20 tên lửa phòng không 4K33 nạp đạn tự động có tầm bắn tới 15 km, độ cao tác xạ tới 12 km. Đấy, chúng chỉ hơn nhau có mấy mét nhưng là cả một sự thay đổi to lớn.
Tất nhiên, chúng tôi đang dự đoán các bạn nhé, còn không thể khẳng định bất cứ điều gì vào lúc này, nhưng rõ ràng, to hơn sẽ chất nhiều đồ hơn, đó là điều chắc chắn. Hướng thứ hai mà chúng tôi có thể nghĩ tới, đó là chúng ta sẽ sửa đổi thiết kế của đề án tàu pháo TT-400TP mà chúng ta làm chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế tới chế tạo trong nước. Ở đây, có một sự lo ngại nhất định với thiết kế tàu tên lửa Monya khi mà có khả năng là Nga sẽ không chuyển giao toàn bộ tổng thể thiết kế cho ta, mà họ chỉ bàn giao cái cần để thực hiện việc chế tạo ở Việt Nam theo dây chuyền mà họ chuyển giao. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng việc cải tiến thiết kế tàu tên lửa từ đề án TT-400TP thậm chí còn có khả năng cao hơn. Xin nhắc lại, thiết kế TT-400TP được Viện Kỹ thuật Hải quân Thiết kế Công nghệ Thiết kế Kỹ thuật trên cơ sở mua thiết kế sơ bộ từ nước ngoài với giá 800.000 đô, hiện đang có tranh cãi về việc ta đã mua từ Ukraine hay là từ Nga. Tàu được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn quy phạm đóng tàu cao tốc, tàu lướt, tàu chiến loại nhỏ đã được cơ quan đăng kiểm của Na Uy thẩm định, được thử mô hình trong bể thử năm 2001. Sau đó, nhà máy đóng tàu Hồng Hà, Viện Kỹ thuật Hải quân, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục hợp tác mua thiết bị từ 5 công ty của Nga để chế tạo 6 tàu trong nước. TT-400TP có kích thước nguyên bản là 475 tấn toàn tải, dài 54,16 m, rộng 91,6 m, trang bị 3 máy diesel MTU của Đức cho tốc độ tối đa 32 hải lý trên giờ. Vũ khí trang bị của tàu bao gồm pháo hạm 76,2 ly, pháo phòng không 30 ly và đại liên 14 ly 5. TT-400TP được xem là tàu chiến hiện đại đầu tiên mà Việt Nam tham gia thiết kế tổng thể và chế tạo hoàn toàn trong nước. Với việc chúng ta nắm giữ toàn bộ thiết kế cơ bản của TT-400TP, chúng tôi cho rằng hoàn toàn có khả năng để chúng ta cải tiến thiết kế và phát triển một phiên bản lớn hơn để trang bị hệ thống tên lửa cho tàu. Đó là hai hướng mà chúng tôi cho rằng là có khả năng nhất định để làm nền tảng phát triển thiết kế tàu tên lửa 600 tấn cho Hải quân Việt Nam. Về vũ khí trang bị trên tàu tên lửa, căn cứ vào các mục tiêu của giai đoạn hiện nay, chúng tôi dự đoán rằng chúng ta sẽ nỗ lực để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa ở mức độ cao nhất cho vũ khí trang bị trên tàu. Đặc biệt là các hệ thống vũ khí quan trọng như pháo hạm, pháo phòng không và hệ thống tên lửa hiện đại. Chúng tôi tin rằng tên lửa hành trình VCM sẽ là một nhân tố quan trọng trên tàu tên lửa Made in Việt Nam. Các hệ thống súng pháo còn lại vẫn sẽ tuân theo các trang bị tiêu chuẩn hiện nay trên các tàu chiến bao gồm pháo hạm 76 ly, pháo phòng không 30 ly 6 nòng kiểu AK-630. Từng có các hình ảnh sơ bộ cho thấy ta đang nỗ lực chế tạo từng phần các hệ thống vũ khí này theo mẫu của Nga. Hy vọng là tới khi thiết kế tàu tên lửa 600 tấn hoàn thiện, các vũ khí nội địa sẽ cơ bản sẵn sàng. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng việc ta có thể phát triển một phiên bản hải quân từ bệ phóng tới đài điều khiển dựa trên dự án phát triển tên lửa tầm thấp trên bộ mà chúng ta tuyên bố đã hoàn thành cơ bản. Bên cạnh câu chuyện hướng thiết kế, một vấn đề nữa chắc hẳn nhiều anh em mà thực tế là kể cả cá nhân Việt Nam Defense cũng nghĩ rằng tại sao không tấn cấp hẳn lên tàu hộ tống tên lửa trên 1.000 tấn xem sao? Tại sao lại cứ phải là loại 500-600 tấn? Về vấn đề này, sau khi nghe phóng sự của VTV4, có lẽ nó liên quan tới lộ trình phát triển ngành đóng tàu quân sự ở Việt Nam. Xin trích dẫn lời của Đại tá Tiến sĩ Phạm Quang Chiến, Viện trưởng Viện Thiết kế Tàu Quân sự. Ngành đóng tàu quân sự được thành lập cách đây không lâu. Chúng ta đi từ cái dễ tới cái khó, nhỏ tới lớn, đơn giản tới phức tạp. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi hoàn toàn làm chủ từ khâu thiết kế tới khâu đóng mới các loại tàu bổ trợ quân sự. Nói về năng lực thiết kế tàu chiến đấu, thực ra không phải là chúng ta chưa có năng lực thiết kế, mà hiện nay ta đang làm các bước chuẩn bị để chúng ta có thể tiến tới làm chủ thiết kế. Chúng tôi sẽ chia ra thành các bộ phận, các hệ thống, bài toán riêng lẻ để giải quyết trước. Sau khi có một giải pháp tổng thể, chúng ta có thể bắt tay ngay vào việc thiết kế tàu chiến đấu. Tôi lấy ví dụ, chúng ta đã có đề tài nghiên cứu tàu sắt ngầm, tàu tên lửa, tàu pháo đang là cơ sở vững chắc để tiến tới chúng ta có thể làm chủ thiết kế tàu chiến đấu hiện đại. Nhìn từ phần trả lời của Đại tá Phạm Quang Chiến, có thể nói lộ trình của ngành đóng tàu quân sự là đi từ nhỏ tới lớn, từ đơn giản tới phức tạp. Căn cứ vào các thành tựu lâu nay chúng ta đạt được sẽ thấy rõ các hướng đi này. Ta chọn đóng các tàu bổ trợ quân sự bao gồm tàu tuần tra, tàu vận tải, tàu đổ bộ vốn có thiết kế đơn giản hơn so với tàu chiến đấu trước. Chúng ta cũng đi từ lớp tàu nhỏ tới lớn, ban đầu chỉ đóng các tàu vận tải quân sự chỉ 300-400 tấn, hiện nay đã đóng được các tàu vài nghìn tấn, tàu đổ bộ từ loại 50-100 tấn, bây giờ đã đóng được các tàu đổ bộ 600-700 tấn. Do đó, với tàu chiến đấu, khởi đầu của ta là với tàu pháo 400 tấn và hiện nay đang hướng tới tàu tên lửa 600 tấn, mọi thứ sẽ đi từng bước như vậy, đi bước nào chắc bước đó. Vậy, dự án phát triển tàu tên lửa bao giờ sẽ có, ngay năm sau hay vài năm nữa hay mãn kiếp cũng không thấy. Chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là tương lai gần khi mà công nghiệp quốc phòng nội địa đang được thúc đẩy phát triển rất mạnh mẽ trong nước trong khoảng 2 năm trở lại đây.
Nếu các bạn chú ý, phải nói rằng 2 năm qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam vô tình tiết lộ không ít mẫu thiết kế mới từ bản vẽ tới sản phẩm trên thực địa. Có thể nói là tốc độ đẻ rất nhanh, mà ấn tượng nhất phải là các dự án phát triển xe thiết giáp nội địa cũng như các hệ thống UAV, hệ thống radar, cho nên chúng tôi cho rằng sẽ rất sớm, trong khoảng 1-2 năm nữa, thiết kế tàu tên lửa 600 tấn sẽ lộ diện trên màn hình vi tính trong một chương trình truyền hình nào đó. Biết đâu lại là chương trình Núi Sông Bờ Cõi trên VTV4 vào năm sau thì sao? Thực ra, nhanh hay chậm, nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cơ sở hạ tầng của chúng ta hiện nay. Để rõ ràng hơn, mời các bạn nghe hai ý kiến sau của các cán bộ Viện Thiết kế Tàu Quân sự khi nói về khó khăn và yêu cầu phục vụ việc phát triển các tàu chiến đấu. Thiếu tá, tiến sĩ Lê Doãn Trinh, Phòng Vũ khí Khí tài, Viện Thiết kế Tàu Quân sự chia sẻ. Trong lĩnh vực đóng tàu quân sự, về cơ bản, chúng ta còn đang phụ thuộc nhiều vào các mẫu thiết kế của nước ngoài. Trình độ so với các nước trên thế giới thì chắc chắn là không bằng. Tuy nhiên, đó cũng là động lực để chúng tôi tìm tòi, sáng tạo để tạo ra sản phẩm phù hợp với điều kiện kinh tế quốc phòng của Việt Nam. Hiện nay, Viện Thiết kế Tàu Quân sự đã được trang bị hầu hết các phần mềm thiết kế tàu chuyên dụng tương đối hiện đại trên thế giới. Tuy nhiên, để Viện nghiên cứu thực hiện đầy đủ các chức năng để có thể thiết kế các lớp tàu chiến đấu hiện đại, chúng tôi nghĩ rằng mình cần bể thử chuyên dụng và phòng thí nghiệm để thử kết quả tích hợp vũ khí khí tài. Hiện nay, chúng tôi đã đề xuất với cơ quan quản lý và cũng đang được xem xét để nghiên cứu đầu tư cho Viện. Còn Đại tá Tiến sĩ Phạm Quang Chiến, Viện trưởng Viện Thiết kế Tàu Quân sự thì cho biết, một trong những khó khăn có thể kể đến đó là việc chúng ta chưa làm chủ hoàn toàn việc chế tạo các hệ thống vũ khí, ví dụ như tên lửa, pháo, đó là các hệ thống vũ khí rất quan trọng đối với tàu chiến đấu. Môi trường hoạt động của tàu là môi trường trên mặt nước, chịu tác động rất lớn của sóng gió, điều kiện trên biển rất khắc nghiệt. Chính vì vậy, hệ thống vũ khí khí tài cũng có sự khác biệt và phức tạp hơn rất nhiều so với các vũ khí khí tài trên bộ. Đặc biệt là hệ thống tên lửa, hệ thống pháo tàu, chúng được chế tạo đặc biệt, không giống bất cứ một hệ thống vũ khí khí tài nào trên bờ. Hiện nay, chúng ta đang nghiên cứu phát triển và cố gắng bằng mọi nguồn lực để phát triển các hệ thống vũ khí khí tài trên tàu trong thời gian tới. Ngoài ra, về nguồn nhân lực, về cơ sở hạ tầng, có thể kể đến, hiện nay chúng ta chưa có bể thử mô hình, chưa có phòng thí nghiệm hiện đại để triển khai tích hợp vũ khí khí tài trên tàu, đó là một trong những yếu tố khó khăn về mặt cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nội dung này chúng ta cũng đang dần khắc phục. Có thể thấy, cả hai cán bộ cấp cao của Viện Thiết kế Tàu Quân sự đều nhấn mạnh về câu chuyện bể thử và phòng thí nghiệm hiện đại để phục vụ việc tích hợp vũ khí khí tài. Thực ra, chúng tôi đã chia sẻ nhiều lần về vấn đề không có bể thử, ta vẫn thiết kế được tàu chiến nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn, cũng như phải tinh chỉnh nhiều hơn. Nếu có bể thử, mọi thứ sẽ nhanh hơn nhiều. Cần nhớ rằng, hầu hết các ngành đóng tàu tiên tiến trên thế giới thì các hạ tầng này đều được đầu tư rất mạnh. Lấy ví dụ ngay khu vực Đông Nam Á, nền đóng tàu mạnh nhất khu vực Indonesia đã có bể thử từ lâu và hiện tại họ đã và đang đạt được vô số thành tựu về thiết kế tàu quân sự với tốc độ phát triển rất nhanh. Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại rằng trong điều kiện thiếu thốn về hạ tầng, về nhân lực mà Việt Nam làm được như thế này đã là rất giỏi. Nhưng nếu muốn đi xa hơn nữa, như mong mỏi của các cán bộ Viện Thiết kế Tàu Quân sự, mong rằng Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng sẽ sớm khắc phục vấn đề bể thử và trung tâm thử nghiệm cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu thiết kế tàu chiến có độ phức tạp cao. Chung quy, làm chủ mặt biển chúng ta mới có điều kiện phát triển kinh tế, nhưng muốn làm chủ mặt biển thì phải có tàu chiến hiện đại.